cái gì mà cao siêu. Vùng tiền ra để bắt em vài trâu lúc nhiều bạn hỏi mình bao tuổi quá rồi mình nói nhá, mình 207. Người này con tim ra bước bông thế nắng trong lòng, chỉ muốn giữ em cạnh bên. Em bị cay đừng nhòe thêm, mặt trời là hoa hướng dương. Đường tao đi có quý nhân phù trợ, việc tao làm có chen lỏ bảo kê. Hay lắm nha. Tôi từng bé không có gia đình, chỉ sống cùng mẹ không có cha mình. Không ai dạy dỗ mình để sống sâu, bao nhiêu anh trẻ thôi lên để cho giặc sống vỗ. Vẽ đẹp mặn mà lại được trời ban, thông minh khí sống không lời than. Giang hồ vốn dĩ cứ cái đầu lạnh, không sai không đúng mà chỉ cần kẻ tâm duyên. Hành trình đều top 1 M82V Việt Nam của Phiêu Gaming. Ơ mà, ơ bác gõ mời mình này. Hello hello, bác gõ pha ke nha. Hello hello hello. Em nghe bác ơi, em đang làm thử thách hành trình đeo top 1 M82 Việt Nam. Bác mời em có việc gì đấy? Ờ, lấy được top 1. Ui bác ơi, tưởng gì khó chứ, top 1 thì đối với em là đơn giản bác ạ. Ờ ok ok. Em đang đeo top 1 M82 Việt Nam ý, thì tí bác gõ nhìn thấy M82 bác gõ in cho em nha. Xã hội bây giờ hiếm những người thông minh như mày lắm nha. Giờ vô trận được chưa bác ơi? Để em còn gánh bác top 1 và em còn đeo top M82 Việt Nam nữa bác ạ. Ok, 1, 2, 3, vào đâu? Mai đứng đâu, anh đứng đâu? Anh nó bay xuống thật rồi em ơi.
trong bài số. Ngọc. Chưa em ơi. Em ăn con này là tớ cứu em. Xong rồi. Mực tớ lên hỏi tận trung ương, Chúa sống tới quay về hỏi xa phương, cuối cùng vẫn là forever alone. Ông trời ơi vì sao thế, trở lại người như con lại ế, câu ơ con chưa có, mà gió đông nay đã về. Phê sớm mai này thức giấc đi nguyên một đêm miệt mài, nay con gà trống đứng gáy ở trên mé sông, một ngày mình luôn vô tư nè em thấy không. Tệ thập ôn ba trăm chuyện ní ắt miên nị say nơi chùa mới lớn chăng chung rong trăm chuyện cài trăm chuột khi chùa mới lớn. Tao cho các em 2 giây. Biết điều đó mấy cô nương. Hiện đang có một ạt phở bò giả mạo cô đi để làm gì? Để lễ tuyển thành viên, nhưng mà tụi con phải đưa phí đấy. Nên mọi người hãy cẩn thận giúp cô Ari ạ. Sau khi chia tay anh vẫn theo dõi để xem dạo này em quen ai. Vẫn theo dõi những dòng trạng thái nhưng chỉ để đó chứ không like. Bạn bè hỏi anh sao không quen ai, sao vẫn một mình anh sớm tối. Anh chỉ nhẹ nhàng cười nhẹ và nói vì anh một mình cũng quen rồi. Nói vậy thôi chứ còn vương vấn ở trong lòng này là người cũ. Làm sao quên được tí đã chia tay nhưng kỷ niệm đó vẫn còn lưu. Chính anh là người đã muốn chia tay và bước ra đi ngày hôm đó. Nhưng thật sự thì em đâu có biết sự thật đằng sau một lý do. Vì tính tình em rất cứng đầu, em quan trọng quá ở cái tôi. Áp đặt lên anh những gì em muốn như yêu em là một cái tội. Đã nhiều lần hứa sẽ thay đổi nhưng rồi cũng lại đâu vào đó. Em không trân trọng cuộc tình ta có, cứ để một việc anh phải lo. Bước ra đi chọn cách chia tay để em có thể suy nghĩ lại. Nhưng từ đứa kéo nó không hiện hữu, em cũng im lặng mà bu tay. Thật sự thì em có yêu anh không, đến giờ anh cũng vẫn chưa biết. Nhưng tình cảm anh trao cho em từ trước tới
giờ thì nó luôn là thiệt. Đã có bao giờ em nhìn lại trong khoảng thời gian mình quen nhau, để một lần em biết được cảm giác bấy lâu anh